Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Can Fit Củ Chi. Hôm nay mình nhận được cái con HP EliteBook 8440B nha các bạn. Thì hiện trạng của cái máy này đó là nó chập chờn nha các bạn, lúc chạy lúc không. Và mình nghi ngờ là nó bị cái khu vực nguồn 3 năm nha các bạn. Nguồn 3 năm này nè, lúc có lúc không này nha các bạn, đang chập chờn. Thì đầu tiên mình sẽ tiến hành thay thế hai cái tụ nha các bạn. Thay thế hai cái tụ 3V và 5V ở vị trí của nguồn 3 năm nha các bạn. Nó chạy IC nguồn là 51125 nha các bạn, TPS 51125. Đầu tiên mình sẽ thay trước hai cái tụ nha các bạn. Khả năng là lâu ngày nó sẽ bị khô nha các bạn. Cho nên là điện áp khả năng là nó sẽ không ổn định, làm cho cái men này nó chập chờn lúc chạy lúc không nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành thay nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn để thử nha các bạn, xem coi cái men này có hoạt động hay không. Có dòng chạy nha các bạn, ok. Cái men có dòng chạy nha các bạn. Thử vài lần xong đó mình sẽ ráp và mình test nha các bạn.
Chưa được rồi. Ừ, cho phải hai con y sinh nguồn 51125 nha các bạn. Rồi tiến hành mình sẽ hai luôn con 51125 nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đưa lên kính hiển vi cho các bạn xem cho nó rõ nha các bạn. Mình sẽ tiến hành thay con 51125. Thank you.
Rồi nha các bạn, như vậy là mình vừa ráp xong cái con HP Elite 8440B nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ cho máy hoạt động nha các bạn, xem có ok hay không. Rồi mình sẽ để cái màn hình lên luôn. Rồi, máy lên hình nha các bạn. Ok. Rồi, máy đang vào win nha các bạn. Rồi, máy đã vào win ok nha các bạn. Rồi như vậy là video chia sẻ về cái ban của cái máy HP EliteBook 8440B nha các bạn, là bị chập chờn lúc chạy lúc không và nóng cái chỗ IC nguồn 3 năm nha các bạn. Sau khi mình đã thay thế IC nguồn 3 năm thì cái main đã hoạt động và cái máy cũng đã hoạt động ổn định nha các bạn. Rồi video chia sẻ của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.